xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hậu nha. Thì hiện tại mình vẫn còn đang ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình sẽ tiếp tục quay cái phần tiếp theo gửi đến các bạn cũng như là mọi người cùng xem là công ty Cường Nhân vừa đóng mới một cái chiếc sáng thổi 5 tỷ các bạn. Thì thời gian đóng là 2 tháng ha. Thì mình cũng không có quay cái video chạy thử, và hôm nay mình quay cái video là ảnh sẽ đưa cái sáng thổi này để đưa lên xe ha, di chuyển lên xe để mà bàn giao cho khách hàng bên Lào. Thì cái video trước mình cũng đã quay review và chạy thử rồi. Bây giờ mình cũng sẽ review và cái thông số sơ sơ lại cho các bạn mới xem được biết ha. Còn các bạn nào mà chưa xem cái video trước đó của mình, video chạy thử, thì các bạn có thể là quay lại cái video trước đó của mình xem ha. Thì cái chiếc sáng thổi này có cái chiều ngang là các bạn là 3m5, chiều dài là 14m, chiều cao mạng là 1m5, được trang bị với cái động cơ Cummins 38 1200 HP ha. Ton thì được đóng với ton 8 ly, toàn bộ nguyên con. Nước sơn thì bên công ty Cường Nhân sử dụng nước sơn là Yutone, được phối với hai màu sơn khá là đặc biệt, màu xanh với màu vàng. Còn cái cần hút này là dài là 11m các bạn, khoảng độ sâu là 7m. Ước tính từ mặt đất ha. Còn cái đẩy đi là ước tính là 2 km, còn cái độ cao là 40m. Còn ống hút là 300, còn cái ống xả thì 250 ha. Thì cái khối lượng bơm hỗn hợp là 1200 khối trên giờ. Cái đầu khoan đường kính là 1m1 các bạn, gồm 5 hàm ha, mỗi hàm là 6 răng, tổng là 30 răng. Môi trường khoan đá và sỏi nên có lưới lược. Thì cái hệ thống vận hành toàn bộ là ben thủy lực các bạn, điều khiển bằng điện 100% ha. Thì cái giá trị của cái chiếc này là 5 tỷ, thời gian đóng là hoàn thành là 2 tháng để giao về bên Lào ha. Thì một tí nữa đây thì ảnh sẽ đưa lên xe, mình cũng không biết ảnh đưa bằng cách nào. Thì tí nữa này thì mời các bạn và mọi người xem tiếp nha. Giờ mình sẽ đi quay một vòng cho các bạn xem đi. Đây, nước sơn thì ảnh chơi là nước sơn Yutone, được phối với hai màu là màu vàng màu xanh, khá là bắt mắt các bạn. Còn cái đường hút này, cái đường hút này là 300. Còn đây là cái ống ben thủy lực các bạn, thì ảnh sẽ trang bị hai cái ống ben ha, ba ống ben các bạn. Thì một cái ống ben vô, một cái ống ben ga, còn cái ống ben này là ống ben chả. Còn cáp thì cáp này là ảnh sử dụng cáp là 16, còn cáp ở phía bên trong đó là cáp 20 ha. Còn cái đây là cái khung chữ A. Còn đây là cái cần khoan ở phía trước. Đây, cái sở dĩ mà anh trang bị cho mình cái lưới như thế này á, thì anh sẽ ngăn chặn những cái sỏi đá mà nó to hơn ha. Thì cái cần khoan này á, thì bên Lào thường thường họ khai thác cái khoáng sản á các bạn. Nói chung là vàng đồ các kiểu. Thì cái chiếc này là trang bị cái động cơ Cummins 38 các bạn, chỉ có một động cơ chính. Thì mỗi lần mà cái máy này di chuyển là sẽ dùng tới tàu kéo hoặc là xe ha. Thì thường là nếu mà cái máy này nó hoạt động, nó sẽ có hai cây neo hai bên và cây neo phía sau. Đây, bây giờ là sẽ đi lên trên để quay chi tiết hơn cho các bạn cùng xem. Đây là cây neo tời phải các bạn, còn phía bên đó là neo tời trái ha. Còn bây giờ là mình sẽ đi vô cái hầm máy nè. Thì bên trong hầm máy này là bên công ty sẽ nâng, công ty Cường Nhân sẽ nâng cấp lên hệ thống tất cả là bằng điện các bạn. Đây là nút mà tốc độ nhanh chậm, còn đây là cái đầu khoan, còn đây là cái áp suất của máy. Đây cũng vậy, đây là cái cần điều khiển bên trái phải ha.
Còn ở đây là bên đây là cái tờ giữa, đây là tới sau. Còn bên đây trái phải cũng dạng như bên kia các bạn. Còn ở đây là tất cả là hệ thống đồng hồ, bên đây là báo máy và báo áp suất, những cái tất cả những hệ thống bên trong máy ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi xuống cái hầm máy các bạn. Còn cái đường này là đường ống 250, cái ống này là cái ống da này. Còn ở đây là cái tời ở phía sau. Thì cũng vẫn như cái ảnh trang bị cho mình, cũng như là cái tờ, cái ống bên thị lực ở phía trước các bạn. Thì ống vô, ống ra. Còn cái ống này là cái ống chả. Rồi bây giờ là mình sẽ đi xuống hầm máy các bạn. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là động cơ Cummins 38. Đây các bạn. Thì cái video trước đó mình cũng đã quay video chạy thử. Thì phải nói là Cummins 38 mà mỗi khi thì mấy anh cũng đang chuẩn bị để cho các bạn. Thì âm thanh các bạn xem cũng đẹp. Còn đây là hầm máy ở phía bên trong này. Cummins 38 mà mỗi khi mà máy mà nó nổ lên nghe sướng lắm các bạn. Rồi bây giờ mình chỉ quay sơ vậy thôi, thì mời các bạn xem tiếp tục để cái mấy anh sẽ đưa cái chiếc tàu. Chiếc mình nói lộn, chiếc sáng thổi 1.5 tỷ này sẽ bàn giao cho khách hàng bên Lào ha. Còn ở phía trên đây là cái bình dầu. Hiện tại thì xe cũng đang chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thì trước tiên để mà di chuyển được một cái chiếc sáng thổi 5 tỷ này các bạn, để bàn giao cho bên Lào ha, thì mấy anh cũng phải tháo cáp này, tháo cái chữ A phía bên trên này ra luôn ha. Đấy, hiện tại thì mấy anh đang thu cáp lại. Thì hiện tại thì xe cứu hộ giao thông thì cũng đang có mặt. Đây hai chiếc các bạn, để mà vận chuyển một cái sáng thổi 5 tỷ này ha, để bàn giao cho khách hàng bên Lào. Thì từ đây cái đoạn đường qua bên Lào thì thời gian thì tầm khoảng 3 đến 4 ngày ha. Thì máy anh cũng đã khởi động ở phía bên trên. Thì là hai chiếc hai bên để mà cẩu lên chiếc xe này để mà vận chuyển đi qua Lào ha. Bây giờ thì trong thời gian mình chờ xe thì mình sẽ quay sơ một cái xưởng đóng tàu của Cường Nhân, các bạn xem được biết ha. Thì hiện tại thì mấy anh em đang làm việc các bạn. Đây. Còn hai xe cẩu thì đang đợi. Thì mấy anh cũng đang ở phía bên trong là đang tháo cái cần khoang ở phía trước ra, và cái gấp chữ A này này các bạn, anh sẽ gấp vô trong ha và sẽ đưa lên xe. Rồi bắt lại đi, đây đây, lại đây. Trả lại đi. Trả lại đi. Rồi bây giờ là hai chiếc xe cẩu cũng đang chuẩn bị các bạn. Thì chiếc xe này đu bồi cũng đang dê vô tới mình. Thì bàn giao cho khách hàng bên Lào các bạn. Thì mình ở phía bên đây sẽ tháo ra và qua bên Lào và nước bạn để bàn giao một cách nó đến tay khách hàng yên tâm hơn. Thì mình sẽ đi qua bên đó để mà lắp ráp lại và kiểm tra và cho test lại một lần nữa ha, để đến tay khách hàng thì một cách nó là trơn tru hơn đó. Thì trước tiên ảnh sẽ cẩu cái chữ A này lên trước các bạn. Thì tháo như vậy để khi mà mình vận chuyển đường bộ cho một cách nó gọn gàng hơn ha. Mình nói lộn các bạn, cái này không tháo vô, anh chỉ gấp ngược vô lại ha. Thank you.
xong qua bên đó mình sẽ lắp ráp lại ha. Vì di chuyển đường một các bạn thì mình mấy anh sẽ tìm cái phương án nào đó để cho nó gọn gàng hơn và di chuyển nó dễ dàng hơn ha. Chứ đường bộ mà nó cồng kềnh thì di chuyển nó cũng hơi khó. Rồi bây giờ là anh sẽ khẩu cái cồng khoan ở phía trước lên trước các bạn. Tạo cái khóa kiếm vô. Khi mà vận chuyển bằng đường bộ để nó cồng kềnh thì cũng hơi khó khăn ha. Thì qua bên kia thì anh sẽ có đội ngũ ở phía bên công ty Cường Nhân đi theo qua bên kia để lắp lại. Đó. Rồi giờ là mấy anh đã ghe, nói chung là song song với chiếc xác thổi luôn các bạn, để hai xe cẩu để lên ha. Thì vì cái lý do này nên mấy anh đi qua Lào thì mình phải đi bằng đường bộ các bạn. Chứ đi đường sông thì không biết khi nào mới tới bên Lào ha. Giao đến rồi bây giờ là tới nhiệm vụ của mấy anh xe cẩu ha. Bây giờ là anh kéo cái gà phía bên ngoài để mà cẩu thẳng lên các bạn. Dạ đầu thứ nổi không? Thì hiện tại thì ở phía bên đây thì cũng có một chiếc xe cẩu nữa để mà hỗ trợ hai chiếc cẩu lên mới nổi nha. Mình đi lên xe. Bao nhiêu mét? 35 tấn lầu đèn phải không? 2 tấn. Mấy tấn? Đó kia đó mấy anh đang tìm cái cách phương án nào mà cho nó hiệu quả. Cái mọc dài như vậy. Thì hiện tại thì cái chiếc mọt đang dê vô, thì hai anh chiếc xe cẩu đang đậu song song như thế này các bạn, thì đã phút chiếc này không thấy hai chiếc đậu song song bên kia cẩu lên thì cái chiếc mọt này sẽ dê vô ha. Thì cái phần ở phía trước và càng khoan mấy anh cũng đã tháo xong, khi nào mà cẩu chiếc này lên thì anh sẽ để những cái càng khoan lên. Rồi bây giờ cũng đã bố trí hai chiếc xe cẩu xong các bạn, thì một chiếc ở phía đầu, còn một chiếc thì anh bố trí ở phía sau đó để mà cẩu lên. Thì bây giờ là anh sẽ kéo ngang ra phía bên ngoài, bây giờ anh kéo đi rồi. Các bạn mới có cậu ở phía trước à, còn anh ở phía sau thì chưa. Cậu ở phía sau chưa sẵn sàng nên anh ở phía trước đành phải hạ xuống lại. Đó, bây giờ tiếp tục nâng lên với cần cẩu thì mà cẩu cái chiếc xác thổi 5 tỷ này
khá là đơn giản các bạn, để mà vận chuyển qua Lào và Nhật Bản để bàn giao ha. Còn cái anh kia thì anh giờ anh chưa tìm được cái vị trí cho mình nữa nè. Đó, bây giờ ở đây xe về vô. Giờ anh bèn xuống lại à. Bây giờ là đợi cái anh ở phía sau nữa các bạn, để mà bèn cái đít phía sau lên xe nó mới ve vô được ha. Chứ hiện tại thì chưa ve vô được, mới ve vô được đầu đó là gần phân nửa rồi. Giờ là tới cái anh ở phía sau thì hoạt động đây các bạn, để mà nâng ở phía sau lên. Đó, đem càng lên rồi đó. Sau thì tôi cũng đã móc vô này. Thì cái đít ở phía sau thì nó sẽ nặng hơn ở phía trước các bạn, vì do là cái hầm máy ở phía sau đó, sẽ nặng hơn đó. Giờ đang nâng dây thẳng lên từ từ. Thì ở phía trước các bạn, anh sẽ thâu dây xích lại cho nó sát ha, để cẩu nó sẽ có lực hơn. Rồi vậy là phần ở phía trước nó đã ổn rồi, chỉ còn cái phần ở phía sau nè. Đó, giờ lên nè. Đang nâng lên nữa các bạn. Lên rồi. Rồi bắt đầu xe sẽ về vô. Khi mà ve vô như thế này á, là nó sẽ không có bị chóc nước sơn ở phía dưới, bên dưới. Giờ xe anh ve vô từ từ.
là chưa ngay, anh sẽ chỉnh xe cho nó ngay lại. Thì như thế này ở dưới thì mình chỉnh nó dễ hơn, khi mà chiếc sắp thổi mà để nằm trên xe thì mình chỉnh lại rất là khó các bạn, nên mấy anh sẽ chỉnh sửa từ cái lúc ở phía dưới luôn. Mấy anh sẽ chỉnh sửa lại cho chiếc xe nó ngay. Đang nó bây giờ là hai anh cậu để mà hoạt động, để mà dỡ lên các bạn, để anh xe dè vô. Đó, bây giờ là dè vô là xe này là chiều dài là 16 mét các bạn, với lại chiếc
Sánh thổi này thì chiều dài chỉ có 14m thôi, 14m hay 4m mấy nãy mình quên rồi. Nên cái chiều dài cũng vẫn còn dư ha. Nên mấy anh quyết định để mà đẩy về phía trước, tại phía trước còn khá là nhiều. Trước nữa các bạn, thì phía sau còn chưa đọc đều, ở phía sau còn như khá là nhiều. Thì ở phía trước thì mấy anh cũng đang bên lên. Rồi như thế, như vậy là mọi thứ đều ổn hết các bạn, và chiếc xanh thổi 5 tỷ thì sẽ tiễn em về bên nước bạn ha, là nước Lào. Thì mọi thứ cũng đã, em cũng đã lên xe rồi này, anh cũng đã đưa em lên xe được rồi. Bây giờ là mọi thứ nó đã ok hết rồi các bạn, chỉ còn cái cẩu, cái đầu khoan lên nữa là xong ha. Thì cái cẩu này thường người ta gọi là cái cẩu cặp chuột các bạn, cong 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 sao nhìn thấy nó là lạ sao á. Đó, bây giờ là tới cẩu đầu khoan lên các bạn. Cái đầu khoan thì ảnh sơn cái màu vàng, ống hút thì ảnh sơn cái màu xanh, mình thấy nó khá là bắt mắt các bạn. Nó được đi lên thì di chuyển đường bộ nên mọi thứ mấy anh phải sắp xếp cho nó gọn gàng các bạn, chứ không để cồng kềnh như mình đi trên sông ha. Bây giờ là mấy anh đang sắp xếp ở phía trên nữa các bạn, vì là cái cần khoan này đang lỡ cỡ các bạn, nhưng mà để ngang thì nó không hết cồng kềnh, nên mấy anh tìm cách mà để xuôi thì nó bị vướng cái chữ A, mình cũng hơi khó khăn tí để xem anh sẽ dùng cái cách gì.
Rồi bây giờ là mọi thứ đều đã xong hết các bạn. Và hai anh xe cẩu thì cũng đã đi về. Thì chỉ còn là nhiệm vụ là của anh sẽ gia cố lại, gia cố lại cố định ha. Rồi sẽ bàn giao cho nước bạn là Lào. Thì qua đây một lần nữa mình cũng xin nhắc lại là các bạn và cô chú anh chị nào đó có cần đóng tàu hoặc là phụ kiện hay linh kiện gì đến Sáng Thổi thì hãy liên hệ qua số điện thoại mình để góc phải màn hình ha, rồi gặp trực tiếp công ty Trung Nhân để mà biết thêm thông tin và chi tiết nhiều hơn. Rồi có lẽ cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.